hoặc khuyên thọ trì 5 giới cận sự nam, hoặc khuyên thọ trì 8 giới cận chủ, hoặc khuyên thọ trì 10 thiện nghiệp đạo, hoặc khuyên tu hành sơ thiền, hoặc khuyên tu hành đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, hoặc khuyên tu hành từ vô lượng, hoặc khuyên tu hành bi hỷ xả vô lượng, hoặc khuyên tu hành định vô biên xứ, hoặc khuyên tu hành định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc khuyên tu hành tùy niệm Phật, hoặc khuyên tu hành tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Xả, tùy niệm Thiên, hoặc khuyên tu hành quán bất tịnh, hoặc khuyên tu hành niệm giữ hơi thở, hoặc khuyên tu hành tưởng vô thường, hoặc khuyên tu hành tưởng khổ vô thường, tưởng khổ vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng chán ăn, tưởng tất cả thế gian chẳng thể ưa thích, tưởng chết, tưởng đoạn, tưởng lìa, tưởng diệt, hoặc khuyên tu hành bốn niệm trụ, hoặc khuyên tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc khuyên tu hành tam ma địa không, hoặc khuyên tu hành tam ma địa vô tướng vô nguyện, hoặc khuyên tu hành pháp môn giải thoát không, hoặc khuyên tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc khuyên tu hành tám giải thoát, hoặc khuyên tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, hoặc khuyên tu hành bố thí ba la mật đa, hoặc khuyên tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã phương tiện thiện xảo nguyện lực trí ba la mật đa, hoặc khuyên an trụ thánh đế khổ, hoặc khuyên an trụ thánh đế tập diệt đạo, hoặc khuyên an trụ pháp không nội, hoặc khuyên an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc khuyên an trụ chân như, hoặc khuyên an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, hoặc khuyên tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc khuyên tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc khuyên tu hành bậc cực hỷ, hoặc khuyên tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Hoặc khuyên tu hành 5 loại mắt, hoặc khuyên tu hành 6 phép thần thông, hoặc khuyên tu hành 10 lực Như Lai, hoặc khuyên tu hành 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc khuyên tu hành đại từ, hoặc khuyên tu hành đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc khuyên tu hành pháp không quên mất, hoặc khuyên tu hành tánh luôn luôn xả, hoặc khuyên tu hành trí nhất thiết, hoặc khuyên tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc khuyên tu hành 32 tướng đại sĩ, hoặc khuyên tu hành 80 vẻ đẹp phụ thuộc, hoặc khuyên tu hành quả dự lưu, hoặc khuyên tu hành quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác, hoặc khuyên tu hành tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc khuyên tu hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.